Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, mình có một ít phần thưởng bằng việc mình tryhard cái nước thời gian. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần thưởng này để đi kiếm cái con Tamiya các bạn. Con Tamiya. Mua thêm một số vé để đủ 20 lượt sum. Rồi, nhân tiện thì mình sẽ nói về việc chúng ta có nên dồn tài nguyên để lấy cái con Tamiya không nha. Tuy là một vị tướng mới ra, tuy nhiên nó đã thể hiện cái vai trò rất mạnh của nó rồi các bạn. Một là cái con tướng này hiện tại đang on top bot. Hai là vị tướng của chúng ta cũng đã vào top PvP. PvP thì ở đây thì các bạn có thể hiểu là ở trong đấu trường, trong các giải đấu và trong cái cúp độc kho báu này các bạn. Con tướng của chúng ta nó đã có một cái team ở trong này. Đây các bạn, team con Tamiya, chúng ta sẽ đi quanh con tướng này, nó sẽ đi chung team với con Awakening Belinda với lại Ana kết hợp với Rein và Rowan thành một team PvP rất là mạnh. Chỉ cần trang bị độc quyền cấp 20 là bắt đầu sử dụng được rồi. Tức là một cái con Tamiya bậc đỏ chúng ta đã thể dùng được nha. Vừa mạnh mà cũng vừa dễ dùng đúng không các bạn? Rồi mình sẽ bỏ bàn này ra và cho cái con tướng mới Tamiya của chúng ta vào. Ngoài ra cái con Tamiya này chúng ta đã có top các bạn, đã vào top meta của bot. Ở đây thì chúng ta sẽ có bot Vương quốc bị nghiền rủa và bot Hành lang ác mộng đều sử dụng cái con Tamiya này. Để mình bấm vào cái bảng xếp hạng cho các bạn cùng xem. Con tướng của chúng ta đã lọt top meta rồi, rất là nhanh, như một cơn gió thôi. Vẫn chưa thấy đúng không các bạn? Ở đây các bạn thấy team bot cuối cùng người ta đã sử dụng vị tướng này, đó là con Tamiya. Rồi, cái vai trò của nó ở trong team là gì các bạn? Các bạn thấy cái lượng đam này. Lượng đam gây ra không nhiều. So với 9,25 tỷ đam của Rem thì con Tamiya của chúng ta chỉ gây được 888 triệu đam, là một con số rất nhỏ và không đáng kể các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể thấy lượng máu hồi 7,3 và nó còn boost rất là nhiều chỉ số cho team nữa nha. Đây là cái sức mạnh của con Tamiya trong team các bạn. Rồi chúng ta cùng xem qua trận đấu này nó diễn ra như thế nào luôn. Thì cái con bot Ken này thì nó là một cái con bot trước kia thì người ta hay dùng cái team gọi là team phượng đó các bạn để đánh. Sau đó thì người ta chuyển sang cái team Baden. Baden bây giờ thì cái con bot này lại được đối đầu bởi Rem với lại con Damia và Rezu. Bạn thấy lượng đam nó nổ lên rất là ảo à. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn mà đam đã lên được tới gần 10 tỷ đam. Bạn nhìn nè, nổ đam siêu nhanh luôn. Rồi, đem nổ một phát. Rồi sau đó hai phát. Wow, các bạn nhìn nhìn cái phát thứ hai của con Rem kìa. Vừa mới 2 tỷ đam thì cái đam lần thứ hai đã lên tới 10 tỷ. Một con số gọi là siêu ảo luôn các bạn. Con tướng mới của chúng ta nó có khả năng boost tới 50% sát thương nha. Bạn nhìn nè, mới chỉ có 1 tỷ 2 đam. Con Rem sau đó hồi nổ và quất một phát nữa, quất có 3 phát thì lên tới 10 tỷ đam. Ảo thật chứ. Rồi giờ mình sẽ thử copy cái team này. Mình sẽ copy cái team của bạn đang top 1 này. Của bạn đang top 1 với việc sử dụng con Tamiya này về để xem thử nó như thế nào nha. Rồi mình sẽ copy về. Hiện tại thì team mình đang đạt được 26 tỷ đam, mình sẽ thử copy team theo bạn. Rồi để được một cái lượng đam to không chỉ là chúng ta cần phải dựa vào tướng mà chúng ta còn cần bet rất nhiều các bạn. Bet các bạn không có một con bet xịn hoặc là cây của các bạn thua thì giờ chỉ số mà các bạn ghi ra thì cũng không bằng nha. Đây là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi các bạn đi bot trong Vương quốc bị nghiền rủa với lại trong cái hành lang mộng các bạn. Rồi, team của người ta gây 10 tỷ đam. Để xem thử cái con Tamiya mới nhú của mình xem gây được bao nhiêu đam. Con hầu của mình quên chỉnh rồi, để cho theo Rem rồi.
trận đầu tiên để cho nhanh thì mình sẽ bấm bổ qua. Rồi con Tamiya của mình, team của mình gây được có 2,4 tỷ đam các bạn. Team gây đam nhiều nhất sẽ là team team Baden, team thứ hai là team sư. Còn team kia hay cùi nha. Để mình chỉnh team cho hầu sát đích theo rem các bạn. Rồi, chúng ta cùng xem. Con Damia này cần nhất của nó chính là cái trang bị độc quyền cấp 20 để boost 50% sức mạnh cho team dựa vào những cái xương mật mà nó boost cho đồng đội. Bỏ qua thì nó mất kết quả trận chiến thôi, thì mình để cái tốc độ nhanh để cho những team đầu nó đánh trước. Sau đó thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng đam của cái team Tamiya cộng với Rem Rezu các bạn nha. Con tướng Tamiya của chúng ta hiện tại đang on top bot với lại BVB, như đó là quá đủ rồi để chúng ta đầu tư con này rồi các bạn. Đặc biệt là nhiều người chơi có xu hướng sẽ thích đầu tư vào cái vương quốc bị nghiền rủa và hành lang ác mộng, và kể cả trong BBTS nữa, tại vì nó cho rất là nhiều tài nguyên, đặc biệt là vé ngắm sao và vé ngắm đền. Nếu mà top của các bạn cho cao thì hàng tuần các bạn sẽ được free rất là nhiều vé ngắm đền các bạn. Đó là một phần thưởng vô cùng lớn lao nha. Free một đống vé ngắm đền luôn là một việc rất là ngon nha các bạn. Trời, đã đánh lâu thế. Ok, chờ nó đánh rất lâu các bạn, mình sẽ bấm tua. Rồi, cái team của mình hơi cùi. Nó cũng chỉ gây được có 2,5 tỷ đam à. Nó không giống như team bạn, một phát đánh đầu của con Rem mình lên có 200 mấy chục triệu à. Con kia thì phát thứ hai nổ của con Rem thì nó đã lên tới 10 tỷ đam rồi. Phát thứ hai nổ của Rem của mình lên được có 2 tỷ mấy mà con Rem mình hiểu mất tiêu. Tại vì lượng đam của mình là to nhất nên bị cái con Ken nó sẽ chết các bạn. Của người ta chỉ cần cái nổ thứ hai thì lên tới 10 tỷ đam, cái nổ thứ hai của team mình thì chỉ có như thế. Khá buồn mà ha. Người ta chỉ cần cái nổ đầu tiên nó lên tới 10 tỷ đam. Cái nổ thứ hai của mình thì có lên được có cái 2 tỷ mấy à. Rồi chúng ta đến với cái team boss hành lang ác mộng nè. Con tướng mới của chúng ta nó cũng là top rồi nha các bạn. Đây là bảng xếp hạng, các bạn cùng xem top 1. Bạn sử dụng cái con tướng mới vào cái team nào nha. Rồi, con tướng mới của chúng ta lại một lần nữa xuất hiện chung trong một team boss, team ải cuối cùng. Nó gây được 1,5 tỷ đam kết hợp chung với cái con Awaken Beyonder tiêu diệt cái con boss trong vòng thời gian chỉ 17,6 giây. Cực kỳ ngắn các bạn. 10,6 giây thì con boss này đã rụng. Rồi, tại sao lại con boss rụng nhanh đến như vậy? Tại vì cái con Tamiya này nó boost thêm chỉ số cho team, và đặc biệt là nó boost cho con Lucret, sorry bạn, con Abel. Nên con Abel có khả năng giật đam và kết liễu mục tiêu sớm nhất, sớm đấy vậy các bạn. Rất là nhanh. Rồi ngoài ra thì đam của con này cũng không hề nhỏ nha. Bởi những cái làn gió của mình nó gây lên đam được tới 1 tỷ mấy, góp phần clear cái con boss một cách nhanh nhất các bạn. Rất là đẹp. Ok, như vậy cái con Tamiya này là một cái con tướng rất là đáng nuôi. Các bạn nên tập trung kiếm em này sớm nha. Cái thứ tự lên lên em này, mình nghĩ là nếu mà bạn nào quan tâm tới, gọi là quan tâm tới boss á, quan tâm tới boss như là trong vương quốc nguyền rủa hoặc trong hành lang mộng, quan tâm tới bảng xếp hạng của boss thì có thể là bạn nên ưu tiên kiếm con này sớm trên cả mức của Anna. Anna thì chúng ta sẽ dùng đi map, còn nếu mà bạn quan tâm tới boss thì nên sở hữu con này càng sớm càng tốt. Xếp hạng của nó thì nếu mà so ra giá trị leo map thì nó sẽ không bằng con Lu. Con đầu tiên các bạn nên lấy xin Lucretia, còn con thứ hai bạn cứ lấy con Tamiya này về là ổn các bạn, để cho cải thiện thứ hạng boss của chúng ta. Và tất nhiên nếu mà bạn muốn nó mạnh thì nhớ là phải kiếm thêm bộ đôi, kiếm thêm cái con Belinda thức tỉnh đi kèm. Nói chung là đầu tư theo cái kiểu mà đi boss thì có rất là nhiều con các bạn cần phải xây dựng. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.